Xin chào tất cả các anh các chị nhé. Hôm nay tôi sẽ quay tổng quan kênh của tôi và quay tất cả những người đăng ký ở trên kênh của tôi, tức là tôi đăng ký các bạn, các anh các chị ấy. Bởi vì là này, cái kênh này thì tôi đi sút rất nhiều đấy, thì mấy hôm nay tôi thấy các anh các chị vào sút nhưng mà nó vẫn bị tụt, thì không biết là còn anh chị nào tôi đã qua mà chưa qua kênh tôi, hoặc là tôi chưa qua lại các kênh của anh chị mà còn thiếu, chưa sút ý, chưa qua để tương tác, thì tôi sẽ quay để nếu mà anh chị, các chị xem còn thiếu ai thì comment ở dưới nhận xét để cho tôi qua và đăng ký trả và cùng nhau tương tác phát triển. Đây là kênh của tôi này. Chờ chút để quay tổng quan. Không, đây là kênh khác. Đây là cái kênh khác. Để tôi cầm lên. Đây là một cái kênh khác của tôi. Kênh này, không phải kênh này. Kênh này. Đây là kênh Huy Vlog của tôi này các bạn này, các anh các chị này. Đó. Còn mới tinh. Kênh này làm được hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi, mới tinh. Đây. Đây là số bạn bè mà tôi đã đi sút chéo. Nếu anh chị nào mà cũng có bạn mà tôi chưa quay trở lại và trả cho mọi người thì vào comment để tôi qua tương tác trả cho mọi người, anh em cùng nhau phát triển nhé. Đó. Khả năng là khá là nhiều đấy, nên là sẽ trôi hơi nhanh một chút. Như vậy nhanh quá. Đó. Để trôi như này. Các bác có thể nhìn thoáng qua là cũng đã biết là mình có mặt ở trong này chưa? Đây em làm thật nhá, nên là các bác nào đã qua em thật sự và em cũng uy tín trả lại đầy đủ luôn, đàng hoàng luôn chứ không phải là trẻ con nữa. Bởi vì YouTube của Việt Nam mình bây giờ làm cực kỳ khó luôn, rất là nhiều chính sách, rất là nhiều phía bên ngoài tác động vào YouTube, làm cho YouTube gây cũng ra nhiều cái mới và quét rất là kinh khủng, rất là khó khăn luôn. Qua như vậy là các anh các chị cũng đã biết là sẽ có kênh của mình rồi đấy. Khá là nhiều các anh các chị ạ, phải đến hàng nghìn kênh ấy. Tôi phải làm này để cho anh chị bớt nghi ngờ và đỡ tụt sút của tôi. Tôi sút các anh các chị đấy, đa phần là tôi xem rất là kỹ càng và tôi mở rất nhiều tab đây. Đây các chị xem, tôi mở cực kỳ nhiều tab luôn kìa. Đây, rất nhiều tab luôn nha. Và những tab này thì tôi xem đều vài phút, có khi là hết video luôn đấy. Đấy.
toàn đăng ký thật luôn các anh các chị nhá. Rất nhiều anh chị ạ. Có thể các anh chị nhìn thoáng qua đã biết có kênh của mình ở trong này rồi. Tôi nhiều kênh lắm. Tôi nhiều kênh lắm. Những cái kênh như này thì thường thường là đó. Bây giờ tôi đã lướt qua như thế. Anh chị nào chưa có mặt trong này thì nhận xét comment ở bên dưới để tôi qua tôi trả lễ cho. Tôi còn nhiều lắm. Đó. Không là tụt các bạn ạ. Tụt cái anh cái gì ạ? Tụt mất đầu mấy sắp này. Kênh này còn nguyên nhé, tôi làm cũng rất lâu rồi nhưng mà thực sự là các anh các chị thấy đấy, cái view và sub của chúng ta lên rất là chậm. Bởi vì sao? Bởi vì nội dung của chúng ta hoặc là cái sale của chúng ta chưa cắn được đề xuất, chưa có đề xuất của YouTube nên là không đề xuất thì không lên top được, mà không lên top được thì thế đâu ra view, mà không có view thì tất nhiên là không có sub rồi. Này đương nhiên là ai cũng biết đấy. Nên là cái việc bật kiếm tiền sớm hay muộn thì nói thật với anh chị là các anh các chị cũng đừng vội làm gì cả. Bởi vì mấy cái lượng view như thế này, view như thế này thì bật nói thật với các anh các chị là cũng làm gì có tiền. Đó, view như này bật cũng làm gì có tiền đây, là các anh chị quá nghèo luôn. RPM ở Việt Nam thì cực kỳ thấp, thấy không? Đó. Cái này thì kênh này mới bị reset anh các chị ạ. Cũng chỉ vì làm video hướng dẫn về dùng các phần mềm nọ kia thôi mà. Đây. Các anh chị theo dõi nhé. Giờ tôi phải bỏ cách ra.